đó là niềm tôn kính của ngư dân, niềm tin vào sự hòa trợ của ông Nam Hải như đã giới thiệu. Và Nam Hải thường tập một lon tôm hùm ở thành phố Gia Long sắp phòng trồng, mà vừa kết thúc lại một số sắc phong của Nam Đại Vương đã sắp phong cho các người thần ở đây đó là từ Đức Tổng Hải Thiên Tuyên Hải Đồng và Đi Đồng. Xây dựng cái nhân bản bằng những chất liệu bất thay, ví dụ